Hello, xin chào tất cả các anh chị em đã đến với channel của Nguyễn Kim Music. Hôm nay mình cái này là sẽ chia sẻ cho không chẳng có phốt gì hết. Để cho anh em nào mà mua đồ cũ phải cẩn thận nhé. Mình trước mình có chia sẻ một cái co bị cháy màn hình này. Và cái này nó lại trong cái trường hợp là một cái đèn nó vẫn lên nhé mọi người. Nhưng mà nó chết một bên men kia rồi. Thực ra là như vậy này. Nó cũng ham rẻ các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Hôm trước nó vẫn hoạt động bình thường nhưng tự nhiên lan ra chết. Rất là tiếc cơ. Ở đây cái này, nếu như anh chị em mà rành về điện tử thì mình có nói, nhưng mà chúng ta không rành á thì nên mua phải chỗ nào có cái chuyện đổi lại hay không. Mình mua cái ông già nhặt rác này, ông trai trai á, thì người ta cũng trả đổi cho mình đâu. Hơn triệu bạc đó các bạn. Triệu bạc, nói chung là chúng ta để làm khoa học cũng được, hoặc chúng ta lấy linh kiện cũng được, nhưng mà mình chia sẻ lên đây để anh chị em nào biết thì lấy về mà sửa, còn nếu không thì mình cũng để mình sửa được. Mình sẽ lấy một cái cây khác mình đổ vào. Ở đây mình sẽ cho mọi người xem là nó như vậy. Khi mình lấy thì mình cứ tưởng là cái mạch này là nó bật, nó bị yếu lên yếu xuống á, thì mình nghĩ là nó bị lờn, bắt sửa. Nhưng mà nó vẫn ra mạch, nó vẫn đẹp mà thứ rất ok. Nhưng mà có xem trên YouTube rồi thì nó sẽ bị cái này, nó dễ bị lỗi cái men này. Đấy, cái men cái CPU á. Và đặc biệt là cái dòng này thì cái loa thì phải thừa nhận là rất là đẹp, mọi thứ rất là ok. Nhưng mà tiếc các bạn, giờ nó không lên. Nó là như vậy. Thì lưu ý tất cả cô chú anh chị và các bạn, khi mua đợt cũ nha, chúng ta phải kèm cái chỗ nào uy tín chất lượng, và chúng ta lựa ở trên mạng rất là nguy hiểm. Như bọn mình bán thì cũng phải trả giá mọi người, lâu lâu phải trả giá như vậy. Tức là trả giá nó không có nặng quá, nhưng mà nó vẫn có cái chuyện này chuyện kia. Chứ chả phải phốt xí kỳ nhau hết, nhưng mà thích thì chúng ta chơi thôi. Đấy, mình bị như thế đấy, mình chia sẻ để mọi người, các anh chị em mà đam mê cố hoặc là thích to, thích dài như mình. Đấy, thì khi mà chúng ta xuống tiền thì phải cẩn thận, ta rẻ mà. Thì nó rẻ nó đều có giá của nó hết. Mình nói là cái đàn nó có hơn triệu bạc thì chắc cũng kiếm được lỗ trong đấy. Và nó hay thật, thứ đó đàn rất là hay. Nhưng mà nó sẽ có một vài câu chuyện đấy. Và cái men trong này đã bị sửa rồi nhá mọi người. Nó sửa có người đánh dấu là người ngày 18, 19 tháng 10 âm lịch gì đấy. Có nghĩa là hình như nó mới sửa 2 tháng trước. Xong là về nó lên, xong nó bán lại cho mình. Khi mình mua thì được tư vấn, được nói này kia như vậy đấy. Thì mình cũng thấy nó vui, cũng hay. Nhưng mà bị như vậy thì chúng ta cảm thấy nó cũng rất là phiền đó. Phiền cho mình nhé các bạn. Chơi nó... mà sao tự nhiên nó lại gái vậy ta? Đấy, không, nó rất là nhiều thứ các bạn. Khi mà chúng ta không chơi nữa, chúng ta xả ra. Đó, cái này tự nhiên đấy thì nó sẽ, mình sẽ bán linh kiện trong nào về lấy làm linh kiện nhá. Đấy, hàng nó như vậy ha. Bật thì nó chỉ lên được một bên thôi. Đấy, chúc các bạn chọn cho mình là cái đèn ưng ý. Bạn nào thích lấy sạc thì mình sẽ tháo ra gửi bưu điện cho, để giá tốt nha. Đấy, mọi người có thể làm lấy linh kiện nào thì bán cái đấy. Thì mình thấy là nó xác định là cái này, tại vì nó không có được những cái dòng được cao nhé các bạn. Nó rất là phiền. Nó như vậy luôn này mọi người. Nó hàn cho đây luôn, chứ nó không có chơi socket. Đấy, nó tệ, nó mức độ như vậy mà. Nhìn to hoành tráng nhưng mà cũng phải giá phải trả. Ok, chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn. Cái này là lạc quan thôi. Mình cũng có gì phải buồn hết, nhưng mà mình cảm thấy nó là một cái bài học để sau này chúng ta mua cái đàn này cũng vài trăm ngàn thôi, để vào cái xác thôi. Nó có chuyện gì thì khoa học, mọi người không nên chọn giá cao quá. Lái họ thì cũng không nói đâu, nhưng mà mình cảm thấy nên chia sẻ cho anh em nào mà đang cần đàn để mở lớp nhạc á. Thì cái này không có lấy cao quá, tại vì nó có rủi ro như vậy đấy. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe vui vẻ. Ok nha.